Từ lúc mà công trình này làm là nó bị lúng lúng nghiêng ra đằng trước rồi. Bây giờ đi ra cảm giác nữa là nó làm như có ai xô mình chạy ra đằng trước vậy. Như chai nước này chưa là thấy đó, bây giờ chỉ cần ngã ngang cái là nó lăn ra trước. Ngoài sụt lún thì ngôi nhà cấp 4 diện tích khoảng 100m² của bà Phương ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, cách vị trí thi công âu thuyền khoảng 4m, bị nứt toác nhiều nơi. Các vết nứt lớn nhỏ kéo dài từ 3-5m. Những mảng tường lớn được gia cố bằng cách thanh sắt như thế này. Có hơn 100 nhà dân ở hai phường Cái Khế và Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nằm gần công trường thi công âu thuyền Cái Khế cũng chung tình trạng sụt lún, nứt tường. Nhiều ngôi nhà trong số này có nguy cơ đổ sập. Nghiêng nó ngã rồi nứt toàn bộ nhà. Giờ trong cuộc sống nó làm cho mình lo sợ, không biết nó sập lúc nào. Mình đi làm vậy đó thì mình ngủ mình nghe nó có hiện tượng như nó lúng, nghe rất là nguy hiểm đó, mình cũng rất là lo lắng đến tính mạng. Nhà tự nhiên cái giọng gì á, nó gung ginh nứt cái dưới cái trơn rồi phải lót nệm lại tôi ngủ. Rồi ngủ rồi tiếng tối ngủ có 2-3 tiếng đồng hồ. Tại vì có gì rồi mình chạy ra. Rồi vậy đó, rồi tôi cũng mong muốn như sửa nhà sửa cửa lại cho tôi ở vậy chứ cũng đâu muốn ham muốn gì nhiều. Chủ đầu tư cho biết trong quá trình thi công âu thuyền Cái Khế đã khiến 135 nhà dân ở hai phường Tân An và Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ bị hư hỏng. Do đây là khu vực bãi bồi nền đất yếu, nhà thầu đã hỗ trợ hai hộ dân có nhà hư hỏng nặng ra ngoài thuê chỗ ở tạm. Hỗ trợ kinh doanh cho các trường hợp ảnh hưởng với số tiền hơn 450 triệu đồng. Các trường hợp còn lại cũng sẽ được tính phương án đền bù. Nhà thầu và bảo hiểm là thống nhất là sau ngày 15 tháng 4 thì sẽ kết hợp với bảo hiểm và nhà thầu cùng người dân là đi khảo sát lại lần cuối cùng và đưa ra cái phương án bồi thường, thì làm sao từ 15 tháng 4 đến hết cái hợp đồng là 30 tháng 6 là phải cố gắng giải quyết dứt điểm cho bà con. Âu thuyền Cái Khế bắc qua kênh Khai Luông có vốn đầu tư 436 tỷ đồng, khởi công tháng 9 năm 2022. Đến nay, công trình đạt hơn 70% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay.